yeah yeah. I love you more than I can say. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái món khác. Món đây gọi là rút xương chân gà. Đùi gà rút xương. Salad bơ đúng không? Đấy. Cái món này chồng học từ đâu vậy chồng? Từ trường nha. Đúng rồi đó. Các bạn có biết không? Tại vì Harry á mấy ngày tại vì sao không mọi người, tại vì Harry nói là Harry đã ui chà trời kìa, ê xuất sắc à, ui chà 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 trời, ui anh ơi sao anh rút xương giỏi dữ vậy xin, sao giỏi dữ vậy, nhìn ta làm lần phải tự phải biết học chứ. Sao tại mọi người, tại vì sao không mọi người, tại vì Harry đã từng ăn cái món này mà do anh Trường Giang thể hiện xin. Do anh Trường Giang thể hiện tại chương trình gì á. Sau đó thì Harry ăn xong rồi trời ơi, nó ngon quá, ngon chà bá. Sau đó Harry mới nói anh Xin là chồng ơi muốn ăn cái món đó quá. Xong rồi chồng nói là chồng biết làm liền. Xong Harry mới nghi, ê anh ơi, có biết làm thiệt không? Không biết thì thôi đừng có nói. Xong chồng nói là biết làm thiệt, anh sẽ làm liền. Rồi thì bây giờ thì nhào vô bếp làm đó mọi người ơi. Đấy, nhưng mà thực ra thì cũng hơi ngạc nhiên, anh rút xương hơi ngạc nhiên đó, hơi ngạc nhiên nha. Anh tuy là anh lần đầu tiên anh làm, nhưng mà anh có kỹ thuật nào muốn chia sẻ với mọi người không anh? Không ok thôi. Vậy thì làm cũng đâu có giỏi lắm đâu. Là ok thôi. Thôi chồng mình khiêm tốn nha mọi người. Thôi bây giờ thì để cho chồng mình làm trước đi rồi tính hen. Bye bye mọi người. Đây là đùi gà lấy thịt thôi, bỏ vào nước mắm đúng không chồng? Để làm gì? Nêm cho nó mặn. Rồi bỏ vào một chút hành tím và một chút tỏi. Em mê tỏi lắm chồng ơi, mình bỏ vào nhiều tỏi đi. Yes. Sorry vậy. Trời ơi, đau anh như này. Bớt xào mà. Anh kỳ quá, không có tương nghiệp. Cái đó là cái gì? Dầu ô liu. Không phải, bột nêm. Trời, trồng cái gì cũng có bột nêm hết nhờ. Tí, tại vì nó là tinh chất rồi. Vậy hả? Rồi cái này là gì đây? Dầu mè. Ê chồng ơi, cái này là cách anh làm, anh Trường Giang không hay là anh tự làm riêng vậy? À anh tự chế luôn đúng không? Ok ok. Rồi gì nữa đây? Dầu ô liu. Em thấy nói chung là các bạn ơi, các bạn thấy trong cái hộp hỗn hợp. Nói chung là các bạn ở trong cái tủ lạnh các bạn có nêm hay là dầu mè, nước mắm gì, mắm gì, tất cả các bạn đổ vào hết là được như chính thành nha mọi người. Vậy à? Phải đổ cân lượng tí biết, tại vì nếu mà làm sai á là dễ chết lắm á nha. Vậy hả? Sai một ly đi một dặm á nha. Vấn đề là nãy giờ nhìn cũng đâu có anh tính toán gì đâu. Em thấy anh dám đâu lại. À tất cả nãy giờ tôi đều tính toán á, phải canh làm sao mà nó vừa phải thôi đó. Nó lấy gì chồng? Lấy đường nhẹ. Trời ơi, đường nhiều quá vậy. Ít lắm. Thấy tôi gắt. Anh Thiền vừa mới làm xong nha mọi người. Và có trái bơ khách sạn ở đây. Ta da. Rồi chúng ta lát ăn thôi. Đây là món gà áp chảo nha. Đây là món gà áp chảo. Làm như nào chồng ơi? Xíu nha. Ok. Lấy đi nha. Ok. Áp chảo con gà. Ồ không có bỏ vô dầu dứa rồi chồng. Không, áp chảo sao có dầu. À vậy hả? Dầu đã nó xuống đây rồi. À, đâu biết nào. Sợ nó cháy. Ú, em thấy mùi cháy. Đỏ lắm á. Ê,
Em sợ chết nha. Không, không chết. Em hửi ra cái mùi nước mắm cháy nha chị. Không có cháy, thấy chưa? Không có cháy đâu. Ok. Ôi, ui, ui. 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 Áp chảo. No, áp chảo nó dễ lắm nhưng mà thật ra không dễ. Tại vì áp chảo bình thường là nó bị cháy ở ngoài thôi, chứ ở trong đó thịt nó chưa có chín đó nha chồng. Đây nó. Rồi. Nó này là màu ngon. Màu ngon à. Nhưng nó cháy rồi chồng ơi. Hơi quá lửa rồi chồng ơi. Ơi, chút xíu nó nhiều chút xíu nha chồng ơi. Đây. Thật ra nãy giờ cháy là cháy cái phần da gà đó, biết không? Để lần sau rút kinh nghiệm. Không thôi, lần này mình ăn bớt ăn mấy cái da gà đi cho nó đỡ mập, đúng không? Mình đang tập thể dục mà. Đúng. Thì mình đang cố tình làm như vậy thôi, ăn đúng không? Ăn nạt thôi. Yes. Đó là theo cái ý đồ của anh, không anh cố tình đó. Yes, đó là cố tình mà, em tin anh mà. Chứ ai mà kiên mà khét dữ vậy? Đúng có. Rồi, đúng rồi đó. Đây nè. Yeah. Nè, có khét đâu. Có khét đâu, đây, đâu đi chưa? Trời, tình giỏi, cầm tay xuất sắc. Xong rồi nè. Cái này cũng không có bật gì luôn, sao nãy không bật, trời ơi mẹ ơi. Hèn gì nó nóng nãy giờ, trời ơi. Bỏ vào hành tây tím và tỏi. Mấy cái này không thể thiếu nha. Yes, cái đó là phải buộc có. Giống như là chánh thanh phải có Harry Won vậy đó. Không có là chết à. Đó là linh hồn mà. Thôi, cái bột chéo. Linh hồn của chân thành là Harry Won đúng không chồng? Ok. Anh cười quá. Anh cười quá, anh thương em nè. Chồng ơi, em cảm thấy mùi cháy nữa nha. Không có cháy, tin tôi đi, không có cháy. Ok. Trời ơi. Bỏ vào một ít đường. Ê, nhiều đường quá không nha có. Chồng. Rất nhiều đường. Chúng ta đang giảm cân nha mọi người. Nhìn vậy thôi chứ không có nhiều. Chà. Đừng có cãi tôi mà. Chà. Sau đó là một chút bột nêm. Sau đó là một chút nước mắm. Bỏ vào tôm khô lại. Hey. Nhìn có vẻ ra rồi đó. Bớt giỡn. Yes. Wow, wow, yeah, yeah. I love you more than I can say. Wow, wow, and tomorrow. Trong thời gian chúng ta hát thì sốt hình như có vẻ thành công. Mọi thứ đã xong. Mọi thứ đã xong. Lấy ra. Dạ. Yeah. Bài trí nhẹ thôi. Lần trước bị lên báo vụ trang trí xấu quá phải không? Có không? Có. Em thấy trang trí đẹp muốn chết. Lần trước bị chê. Chê trời đất ơi. Trang trí xấu quá. Làm đẹp muốn chết. Sẽ là tình yêu của em. Làm lễ đi chồng ơi, chúng ta không có thời gian đâu chồng. Ok. Nó nguội hết là hết ngon à. Dạ. Mẹ ơi, làm cái này không mà mất 2 phút thì người ta coi gì trời. Người ta coi chán thôi. Người ta chán, người ta tắt luôn rồi. Rồi. Mình đứng, mình
quay rồi mình còn mệt nữa. Rồi rồi rồi, sau khi làm xong đấy, đây món chính thịt gà. Ô cha cha. Đó, từ từ nha. Miếng nào miếng lấy phải đẹp chứ thôi ta nói nữa. Người ta nói kìa, người ta đi, em ăn mà. Anh cũng muốn xem được chưa, rồi. Thấy chưa, nhìn đẹp không? Yes, quá đẹp. Lẹ lẹ đi, em đói rồi. Rồi. Đó. Đây, ngon nha. Đồ nhiều quá à. Được, 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 em đem. Rồi, ok. Đó. Rồi. Được chưa? Được rồi. Gì nữa? Sao tao lén lén? Salad. Đẩy nhẹ mà salad phải đi vô. Salad, salad. Không, chưa. Đó. Được chưa? Bỏ vào thêm đi, em mê cái đó mà. Đây thì thế nó có cho em mê đó. Hành tây. Ok, vô 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 vô. Xong rồi mọi người ơi. Chưa, chưa. Xong rồi. Chưa. Còn cái cuối cùng. Còn cái cuối cùng. Đó là cái sốt hồi nãy tôi đã làm. Ok. Tôi đã bỏ nó vào tủ lạnh. Ô cha cha. Cho nó mát. Ô cha cha. Không thể để ăn nóng được. Nó sẽ dập cãi mình hết. Sau đó 1, 2, 3, hit. Woo. Oh la la. Sao? Ăn thôi. Ăn thôi mọi người. Bye bye. Vô 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 vô. Vô thôi. Tới giờ ăn rồi. Đẹp quá chồng ơi. Được. Rất được. Ăn thôi. Chúng ta thiếu gì? Đây. Ôi cha 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 cưng quá à. Trời ơi cưng lắm. Đó. Dễ thương quá à. Ủa trứng ai luộc mà sao cưng có gì chồng? Ừ, trứng là chị em luộc đó em. Chứ có bóc lên là luộc đó em. Ừ. Anh ơi, luộc trứng cũng là nghệ thuật đó nha, không biết đâu. Dạ 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 đúng rồi, xuất sắc. Anh đừng có coi thường em. Thương em đi. Luộc cái trứng đẹp thiệt. Ừ, luộc hay quá luộc. Thank you. Đó, thiêu mọi người.